chào anh em nhé. Chào anh em quay trở lại với kênh YouTube Thắng Mấy Cái Xích ha. Để giới thiệu anh em một con máy Maru này. Dì giặt sáng giới ha. Maru dòng 3. Mã nó là CST310 bạc S ha. Đó, con này 30,1cc. 30,1cc thì con này bị tông rơi tầm 36 ly ha. Tầm 36 ly. Đó. Không có thắng xích nha. Cây này lam rất là đẹp, lam có Maru trong 3, xích còn khá là mới này. Có cây thắng xích ở trên thân lam, đặc trưng green của lam Maru trong 3, hãng Oregon sản xuất cái lam này thì anh em biết là rất là bền ha. Lam đầu nhông 14 in. Nói chung là rất là mới, bộ lam xích quá mới. Cái ngó máy thì nói chung là chỉ thiếu cái thùng thôi. Tình trạng nguyên green anh em, mới ha. Bình chứa nhiên liệu, bình chứa nhất thải, bơm xăng phụ, le tự động, người được nghe ha, công tắc đây, trợ lực nhé, hệ thống giảm rung của máy bằng cao su kết hợp với lò xo đời mới, nên anh em yên tâm về chất lượng ha. Mình cắt máy anh em nghe. Con này mình bán là 2,6 triệu nhé, bao ship cho anh em nhé, tặng 3 món phụ kiện. Anh em nào chốt thì liên hệ điện thoại 0974614973 ha. Mình nhận chuyển cọc trước nhé, anh em cọc trước 200 là mình ship hàng cho anh em. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.